Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, sang ngày hôm nay, vùng hội tụ gió suy yếu bớt, nhưng mây thì vẫn còn khá nhiều, nắng yếu. Vì thế mà nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong ngưỡng từ 28-31 độ. Trong khi đó, ở khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ nhỉnh hơn, ở ngưỡng từ 31-33 độ. Không chịu tác động của hội tụ gió, vì thế ở các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay, thời tiết cũng chưa có nhiều biến động. Đêm qua, Trung Bộ chỉ có mưa ở một vài nơi. Sáng tới ngày hôm nay trời vẫn có nắng từ sớm, nhưng cường độ không quá gắt với mức nhiệt cao từ 32-34 độ. Lưu ý về chiều tối và đêm, riêng ở khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận có lặp lại những cơn mưa rông. Dự báo tình trạng ít mưa duy trì trong hôm nay và ngày thứ hai. Từ ngày mai mùng 5 tháng 10, khi có tác động của giải hội tụ nhiệt đới, miền Trung sẽ có mưa rông diện rộng trở lại. Với miền Nam, những cơn mưa rông vẫn tiếp tục duy trì là bởi rãnh thấp vắt ngang qua khu vực Nam Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam vẫn còn hoạt động mạnh. Trong khoảng thời gian sáng và trưa, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa tạm thời gián đoạn, nhưng từ sau 12 giờ, mây đối lưu sẽ phát triển và bắt đầu gây mưa trở lại, trước tiên là khu vực miền Tây Nam Bộ, sau đó lan dần đến khu vực Đông và cả khu vực Tây Nguyên. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh thành phía Nam của Tây Nguyên, mưa muộn hơn, nhưng đây cũng là vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ hôm nay ở khu vực Tây Nam Bộ dao động trong khoảng từ 31-32 độ, ở các tỉnh Đông Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 32-33 độ. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28-31 độ. Trên biển, một vùng xoáy thấp đã hình thành trên vùng biển phía đông nam Philippines. Vị trí lúc 3 giờ sáng nay ở vào khoảng 7,1 độ vĩ bắc, 131,5 độ kinh đông, ngay khu vực bờ biển bán đảo Mindanao, Philippines. Trong ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào phía nam miền trung Philippines và bắt đầu tiến vào biển đông trong sáng ngày 6 tháng 10. Sau khi vào biển đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 7 trong năm 2021. Bão số 7 sau đó có xu hướng mạnh dần lên nhưng tương đối chậm, khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc và Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 10-15 km. Trong kịch bản này thì bão sẽ kết hợp với gió mùa Đông Bắc gây ra đợt mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên khả năng bão đổ bộ vào miền Trung được các chuyên gia dự báo với khả năng cao hơn. Cụ thể là đến ngày mùng 9, mùng 10, bão sẽ di chuyển chậm lại và có thể đổi hướng Tây Tây Nam, Tây Nam với vùng đổ bộ là các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Nam, với cường độ yếu hơn kịch bản 1. Trong kịch bản này, thời gian đổ bộ của bão sẽ được lùi xuống ngày 11 và ngày 12 tháng 10. Tuy nhiên, bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây ra mưa lớn diện rộng và mưa lũ trên toàn miền Trung. Đợt mưa lần này có thể kéo dài vì sau đó còn không khí lạnh tăng cường và diễn biến của cơn bão có thể sẽ mạnh thành bão số 8 sau đó. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin về hai cơn bão này cho các bản tin tiếp theo của kênh. Quý vị quan tâm, nhớ ấn đăng ký kênh và chú ý đón xem.